Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp trang nghiêm, những gì là 10? Đó là lực trang nghiêm vì không thể phá hoại, vô ý trang nghiêm vì không thể hàng phục, Nghĩa tra nghiêm vì nói bất khả thuyết nghĩa vô cùng tận Pháp tra nghiêm vì có tám vạn bốn ngàn pháp tụ Quán sát diễn nói không quên mất Nguyện tra nghiêm vì tất cả bồ tát phát hoàng thệ không thối chuyển Hạnh tra nghiêm vì tu hạnh phổ hiền mà thoát khỏi Cõi tra nghiêm vì dùng tất cả cõi làm một cõi Phổ âm tra nghiêm vì mưa pháp vũ khắp cùng tất cả thế giới chư Phật lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả kiếp tu hành vô số hạnh không đoạn tuyệt, biến hóa trang nghiêm, vì nơi một thân chúng sinh thị hiện đồng số thân tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thấy biết, cầu nhất thiết trí không thối chuyển, đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng của như lai phật tử đại bồ tát phát mười thứ tâm bất động những gì là mười đó là đối với hết thầy tất cả đều xả bỏ được tâm bất động suy ngẫm quán sát tất cả phật pháp tâm bất động nghĩ nhớ cúng dường tất cả chư Phật tâm bất động, đối với tất cả chúng sinh thể không não hại tâm bất động, khắp nhiếp chúng sinh không lựa người thân kẻ oán tâm bất động, cầu tất cả Phật Pháp không có ngừng nghỉ tâm bất động. Tất cả chúng sinh số đồng bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, hành Bồ Tát hạnh, chẳng sinh nhà mỏi, cũng không thối chuyển, tâm bất động, thành tựu có căn tin, tin không ô trược, tin thanh tịnh, tin cực thanh tịnh, tin lìa cấu, tin sáng triệt, tin cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tin chẳng thối chuyển, tin không hết được, tin không thể hoại, tin đại hoan hỷ hớn hở, tâm bất động, thành tựu sinh ra, nhất thiết trí phương tiện đạo, tâm bất động nghe pháp tất cả bồ tát tu hành tin thọ không phỉ báng tâm bất động đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được nhất thiết trí tâm bất động vô thượng của như lai phật tử đại bồ tát có mười tâm sâu lớn không xả bỏ những gì là mười đó là tâm sâu lớn chẳng xả bỏ thành tựu viên mãn tất cả phật bồ đề tâm sâu lớn chẳng xả bỏ giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chẳng dứt giống tánh của tất cả chư phật tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả thiện tri thức tâm sâu lớn chẳng xả bỏ cúng dường tất cả chư phật tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chuyên cầu tất cả công đức pháp đại thừa tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phạm hạnh của tất cả chư phật tu hành hộ trì tịnh giới Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả Bồ Tát, tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phương tiện hộ trì cầu tất cả Phật pháp, tâm sâu lớn chẳng xả bỏ viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh nguyện, tích tập tất cả Phật pháp, đó là 10, nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ không xả bỏ tất cả Phật pháp.